Trong cái buổi giao ban ngày hôm qua thì trong cái khuôn khổ hội nghị tôi có thể nói những cái câu nó cũng chưa hết cắt hết nghĩa vì thời gian gấp, có thể là để gây những hiểu nhầm. Nhưng tôi có khẳng định, tôi nói là những gia đình tôi đến thì những gia đình đó là chưa thực hiện đầy đủ những cái biện pháp hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về chống ngập đô thị, thì tôi khẳng định những cái điều đó. Còn có cái gì nó chưa rõ phát ngôn trong cái này thì tôi thành thật là tôi rất xin lỗi. Cái này mình cũng không có cái gì động cơ mục đích gì cả, chẳng qua có thời gian hoặc cái gì đó cái phát ngôn nó chưa phân tích cho cặn kẽ, chưa nói đầy đủ. Thì còn khẳng định rằng chính quyền địa phương từ ở cấp cơ sở đến thành phố và nhân dân cộng đồng đã thực hiện rất tốt công tác và chủ động công tác ứng phó, chỉ còn một số ít gia đình mà trực tiếp tôi đến. Đấy. Vừa là đến kiểm tra này, đến thăm này, động viên và tặng quà này, và hướng dẫn trực tiếp luôn.